Đây là đường Bình Long. Và có cái chợ Bình Long, ở đây là chợ Bình Long. Trên quận Bình Tân. Và là một giờ rưỡi hơn rồi. Chợ khá là vắng nhỉ. Khá là tại vì có vài người. Người bán nhiều hơn người mua, nhưng mà người bán thì họ cũng dẹp bớt rồi. Buổi sáng họ bán nhiều lắm. Đó rẽ vào đây nè thì sẽ đi vô trong cái chợ chính luôn. Đây. Những cái quầy sạp hàng của người ta đã được dọn bị về sạch sẽ. Có văn rồi chị ơi. Có con cá nó văng ra ngoài á, nói cái bà bán cá cho bà ra bả lùm con cá vô. Chứ một hồi xe nó chạy nghe nó kén con cá dịp lép luôn. Một men vải thì cho gặp cuối xe hơi này nữa. Không, cái quầy sạp đã được dọn dịp sạch bách thích quang rồi. Có vài quầy thì vẫn còn bày thôi. Bán không có nhiều. Ở đây là hết chợ thì mình sẽ quẹo qua bên trái này. Bên trái này là người ta bán quần áo, bán đầm cho con nít, quần áo cho em với lại người lớn. Ở cái áo khoác 110k cái, những cái áo khoác mặc khá là mát dành cho phụ nữ chứ không có thấy áo khoác cho nam. Ở đây đa phần thì họ bán quần áo, có người bán với số dạo. Thật sự ra thì mình thấy những cái người bán họ hút thuốc và kẹt rồi. Mình sẽ quẹo đây, sẽ vòng ra ngoài kia. Thế là hết chợ Bình Long. Hết chợ Bình Long rồi. Xong đã hết chợ Bình Long rồi.